Kính thưa quý vị khán giả, ngộ độc dẫn đến những mệt mỏi trong tinh thần cũng như là sức khỏe, thậm chí là dẫn đến tử vong. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để được tư vấn rõ hơn quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, đối với trẻ em thì sẽ có những nguy cơ nào ngộ độc ngay tại nhà? Trong cái phạm vi gia đình ấy, thì những cái nguy cơ và ngộ độc nó tới từ ba cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là những cái thuốc không được cất giữ ở những cái nơi riêng biệt. Cái nhóm thứ hai đó là những cái hóa chất. Nó có thể tới từ những cái chất tẩy dừa hoặc có thể tới từ rượu hoặc là những cái xăng cồn. Nó lẫn lộn cùng với những chai lọ khác mình để trong gia đình. Có thể tới từ ngộ độc từ thực phẩm, ôi thiêu thực phẩm, nấm mốc. Nó cũng gây ra cái tình trạng ngộ độc cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là trẻ em. Dạ thưa bác sĩ, thì có những cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết một người đang ngộ độc ạ? Hoặc là chúng ta đang uống hoặc là đang ăn những cái chất lạ, có cái mùi vị lạ. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhận biết ngay tức thì. Một số cái nhóm triệu chứng phồng rộp ra vùng miệng nếu chúng ta ăn hoặc uống những cái hóa chất nó mang tính axit. Tiếp theo nữa là có thể biểu hiện ở trên cái cơ quan tiêu hóa, có thể xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, cái hơi thở có cái mùi lạ đặc trưng thì chúng ta có thể nhận biết thông qua ngửi thấy cái mùi lạ. Một số người có thể thở nhanh, khó thở, khó khe, gây ra cái tình trạng lơ mơ, lú lận, có thể hoảng loạn hoặc kích thích. Và một số người có thể có biểu hiện trên tim mạch như đau ngực, hồi hộp, khó thở. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình Nắng và Mưa.